Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách chơi tài xỉu online uh, một cách an toàn nhất và một cách hiệu quả nhất. Thì uh, có rất nhiều anh em hỏi mình là bây giờ làm sao để chơi tài xỉu online an toàn hiệu quả, làm sao để luôn luôn thành công khi chơi tài xỉu cơm gạo. Thì bây giờ nhé mình nói thật sự anh em nhắc cái ý kiến cá nhân của mình, thì là anh em cứ chuẩn bị cho mình vốn căng và chuẩn bị cho mình uh, một vài công đường cầu thôi, một vài đường cầu nuôi là ok. Để vốn căng thì anh em ví dụ chẳng hạn vốn như mình 74 nhá, mình chỉ cần chốt ca khoảng độ 5 7 củ 10 củ. Đấy 10 củ đi. Đấy thì là ok rồi. Anh em vốn căng thì tự nhiên mình sẽ theo cầu nó được dài hơn. Anh em vốn nhỏ thì chúng ta theo theo cầu thì đôi khi anh em chia vốn không chuẩn là đến cuối cầu nó sẽ gãy. Đấy, anh em cháy vốn. Đấy. Thế là anh em cứ bước đầu tiên là anh em chuẩn bị cho mình vốn căng một tí. Đấy. Ok thì mình sẽ chốt một tay tài theo xuống cầu uh, đây và bốn củ nhá. Mưa rồi anh em có hạt mưa rồi tôi tay tài, tài theo xu hướng cầu 22 nhé thì đấy là những cái cái mà chia sẻ của cá nhân mình không phải là hoàn toàn nó là chính xác 100% đâu nhưng mà nó sẽ giúp anh em tăng cái tỷ lệ thắng lên giúp anh em chơi hiệu quả hơn dễ chốt ca hơn dễ kiếm cơm gạo hơn đấy là cái chia sẻ thật sự thật lòng của mình bằng những cái kinh nghiệm mà mình đã chơi trước đây rất là nhiều năm rồi thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón là xem những cái đường cầu mình chia sẻ nó có ok hay không nhé rồi chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay này nào. Ở tay này thì anh em nhìn như này nó biết là không thành công rồi. Như vậy nó gãy cầu 22 đấy anh em nhé. Gãy cầu 22 thì nó sẽ phải trả về 11 ở đây. Mình sẽ chạy tiếp nhé. Từ từ nhé. một 1 hay không thì mình cũng phải xem xét thêm. Chứ không phải là đùng một cái mà pha 11 luôn. Chờ xíu nhé. Xíu 7 đúng không? Điểm xíu ngầu ba tay nhé. Đây tay này chuẩn công thức thì 5 cộng 1 xỉu này. Đi chuẩn này. Tay này chuẩn công thức thì 8 một chín lẻ tài này. Đi chuẩn này. Tay này chuẩn công thức thì phải là vào xỉu này. Đi chuẩn này. Ôi oh, oh, đi chuẩn liên tục thì tay này sẽ đi ngược ngược là 7 cộng ngược thì tay này phải vào xỉu rồi. Như vậy là không câu này nó đang báo là là không không chạy 11 anh em nhé mình sẽ vào xỉu 10 củ. đó mà tay này thì mình khá là kết nên mình sẽ vào 15 củ luôn đi tay là khá là kết anh em nhé chốt luôn 15 củ cho nó rực rỡ à, Cầu trời khấn Phật là mong ông trời là đừng có mưa bây giờ nhé Để cho con quay uh, vài tay tài xỉu cho anh em đã Trời đang có hạt mưa rồi anh em ạ Trời đang âm u Hy vọng là ông trời đừng có mưa vội Ok chúng ta cùng nhau mở bát nào 1 chấm 2 chấm là biết hút rồi Anh em thấy không Những cái tay mình kết thì nó tỷ lệ chính xác cao lắm Không có gì phải lan tăn cả anh em mà có những cái phương pháp nào hay hơn thì em cứ chia sẻ với mình với những em khác với phần bình luận nhá ôi có hạt mưa rồi tiếp tục này chạy một tay nữa theo xu hướng cầu bệt xỉu này bốn này ông trời đừng có mưa vội nhá đang chia sẻ với anh em mà ông trời mưa này tự nhiên là 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 hỏng mất cái 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 video ngày nay Vừa nãy thì mình cũng định đi thể dục sớm để quay cho anh em rồi nhưng mà thực ra là vừa nãy nó vẫn nắng. Bây giờ tự nhiên là mới sớm thôi mà vẫn đã, đã 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 chuẩn bị âm u mưa rồi. Không sao cố gắng xong cái ca này để cho anh em chúng ta cùng theo dõi đã. Hy vọng là ông trời thời tiết ủng hộ nhá, chúng ta sẽ cùng nhau mở ba tay tiếp theo nào. Húp tiếp. Anh em thấy ok không? Húp tiếp luôn đó ngon luôn đúng không được dưỡng ngay tất cả anh em mà cảm thấy hay cảm thấy yêu mến thì nhớ bổ sẻ cho mình nhé bởi vì video của mình thì mang tính chất chia sẻ giải trí thôi lại không uh, khuyến khích không dụ dỗ lôi kéo anh em chơi nhé nó phải nói rõ ràng như vậy tiếp tục này theo xu hướng cầu bệt xỉu này tay vào nhẹ một củ thôi vào nhẹ một củ thôi anh em nhé khi mà mình đang theo cầu mà cầu nó bệt dài rồi ấy, thì chúng ta sẽ theo nhỏ dần đó, anh em nên nhớ như vậy nên theo cầu nhỏ dần <laughs> ok anh em chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay tiếp theo này để xem nó thành công rực rỡ hay không anh em nào mà không cùng đam mê không chơi cái bộ môn này bao giờ chưa chơi bao giờ thì anh em nên tránh xa nhá bộ môn này không dành cho những anh em mới chơi không dành cho những anh em không có kinh nghiệm không bản lĩnh nhá chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào hai một Ok Rồi Chính thức tay này gãy cầu anh em Chính thức gãy cầu thì mình cũng chính thức là mình quyết định mình dừng lại cho ca luôn Bởi vì sao Đấy, Vốn của mình ban đầu 74 giờ lên 87 rồi Dương được 13 củ rồi Đấy, Thế là đủ thành quả đúng không anh em Đấy, Mục tiêu ban đầu mình đã nói với anh em là khoảng 57 củ 10 củ thôi 10 củ thôi thì anh em Vốn căng thì anh em sẽ uh, dễ dàng chốt ca hơn, dễ dàng kiếm công gạo hơn. Đấy, vốn nhỏ thì anh em có thể theo cầu, anh em chưa đủ theo cầu mà anh em đã cháy vốn rồi. Đấy, hoặc là anh em chia vốn không đều cái là rất dễ trái vốn. Ok như vậy là mình đã chia sẻ thành công cho anh em cái cách mà anh em có thể uh, chơi tài xỉu online một cách an toàn và hiệu quả, uh, dễ kiếm cơm gạo anh em nhé. Anh em xem cảm thấy hay, anh em nhớ đừng tiếp mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ. Anh em thua tha, cần hỗ trợ thì anh em cứ mạnh dạn liên hệ với mình qua phần mô tả video. Ok xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau nhé.